Xin chào các bạn, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một video về một chiếc đồng hồ rất là hay ho của thương hiệu Blancpain. Blancpain thì là một thương hiệu cao cấp của Thụy Sĩ và được yêu thích sử dụng bởi Vladimir Putin, thủ tướng của tổng thống của Nga. Thì Blancpain thì nó còn có những cái đặc điểm rất là riêng, như là tất cả những chiếc đồng hồ Blancpain họ làm thì đều là automatic, họ không sản xuất đồng hồ quạt. Và ngoài ra là những chiếc Blancpain thường có những cái nét tinh tế chấm phá rất là đỉnh cao. Thì hôm nay thì mình sẽ trên tay một cái dòng lạ của Blancpain mà khả năng là nhiều anh em chưa biết, ngoài những dòng dress watch. Dòng này gọi là 50 Phantom và dòng này là một dòng diver của Blancpain với cái tên họ rất là kêu là Batiste Cafe. Batiste Cafe thì nếu mà các bạn search tiếng Anh, tiếng Pháp thì các bạn sẽ biết đó là tên một loại tàu ngầm nhỏ được sử dụng vào năm 1948 đến 1982. Thì với một chiếc diver thì Blancpain đã sử dụng cái tên của một chiếc tàu ngầm để sử dụng. Thì các bạn có thể biết là chức năng chính của chiếc đồng hồ này. Thì mình sẽ cùng mở ra vào trên tay. Chiếc Blancpain 50 Phantom Batiste Cafe này của mình thì là một trong những cái chiếc đặc biệt, với cái số lượng bán ra chỉ là 500 chiếc trên toàn cầu, limited 500. Và chiếc này thì lại được mua trực tiếp tại Blancpain của Việt Nam và nó vẫn còn bảo hành của hãng các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở đây là cái watch number là 342/500 và ngày mua là 24/7/2019 đó. Và đây rep của nó là 50521110063A và nơi mua là tại Hồ Chí Minh. Suite Master Việt Nam này là địa chỉ bán ra và các bạn sẽ có bảo hành international. Đó. Thì chiếc này là một chiếc diver cho nên là nó sẽ có cái độ chống nước rất là tốt và mình sẽ cùng trên tay để cho anh em xem. Ngay từ cái hộp thì Blancpain đã sử dụng một cái hộp kiểu nồi đồng cối đá để sản xuất cho cái này. Nhìn cái này thì các bạn sẽ thấy rất là giống hộp của những cái thương hiệu mà Bell & Ross làm cho những chiếc đặc biệt, bởi vì Blancpain và các thương hiệu đó thì cùng một mẹ cho nên là cái việc họ sử dụng cái ý tưởng thiết kế thì nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Chiếc Blancpain này của mình là ở phía trong thì các bạn mở ra thì đây là cái sợi dây zin của chiếc đồng hồ này, tuy nhiên là sợi dây đã khá là cũ rồi. Sợi dây này thì sợi dây canvas, thì chúng ta sẽ có mặt dưới là da, mặt trên thì là dây kiểu dây vải dù. Tuy nhiên là cái chất lượng của nó thì đã cũ rồi. Và mình có làm cho chiếc đồng hồ này một sợi dây handmade mới để anh em mua thì có thể là đeo chiếc này rất là dễ dàng. Chiếc đồng hồ này thì có cái giá retail khá là cao, loanh quanh là khoảng 12.000 euro, tức là tương đương khoảng 13.800 đô la Mỹ, tức là khoảng 325 triệu nếu như các bạn mua chính hãng đó và full đầy đủ. Còn với một chiếc qua sử dụng full box có cái date mới như chiếc này thì bên mình có cái mức giá giao lưu rất là tốt để cho anh em chơi, đó là khoảng 9.500 đô. Chiếc Blancpain này của mình thì có cái mặt dial rất là đẹp. Mặt dial của nó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là trải tia và nó sẽ làm mặt dial nó chuyển biến từ màu trắng bạc ở giữa ra dần màu nâu ở phía ngoài, qua chuyển qua màu ghi rồi ra màu nâu. Thì chiếc này sẽ có size là 43mm và nó sẽ có độ dày vào khoảng tầm 12.5mm các bạn nhé. Thì với một chiếc diver thì cái độ dày đó là hoàn toàn là rất là dễ để các bạn hiểu, bởi vì phải để mà chống nước được tốt, chịu được sức ép của nước ở dưới cái độ sâu đó thì buộc lòng là cái đồng hồ chúng ta phải có một cái bộ thân nó cứng cáp đó. Và chiếc này có độ chống nước là 300m. Các bạn có thể thấy rõ là mặt dial của chiếc này làm rất là tuyệt vời. Nó vừa có cái nét cổ điển từ những cái dòng 50 Phantom ở trong quá khứ và thập niên 50, 60, 70. Thì chiếc này thì nó sẽ có tên là Blancpain 50 Phantom Batiste Cafe 70S Day Date. Đó, nó lấy ý tưởng nó retro design lại từ những cái mẫu trong quá khứ của Blancpain, cóp nhặt rất là nhiều mặt dial của mẫu 570, cái viền benzen và cái thiết kế của những mẫu 560 để họ tạo nên chiếc đời mới này. Chiếc này được sản xuất tối đa là chỉ có 500 chiếc và cái mình đang có là 342/500. Và bộ máy của nó sử dụng bộ máy rất là đỉnh cao, chút nữa thì mình sẽ nói về bộ máy trước.
Về mặt dial chúng ta thì với một chiếc diver không thể thiếu được một cái niềng xoay tính giờ lặn. Và niềng xoay trên chiếc này thì có cái niềng ceramic, và những cái con số con chữ ở phía dưới niềng ceramic này thì được làm bằng liquid metal. Cái này là công nghệ mà Blancpain đã học hỏi từ một trong những anh chị em ở trong tập đoàn, đó là Omega. Thì họ đã sử dụng cái liquid metal để tạo nên những cái dấu chấm phá trên cái benzen ceramic này. Đó. Ở mặt dial của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là mặt dial được làm rất là đẹp, kim cọc là hoàn thiện cực kỳ tốt luôn, phát sáng rất là tốt. Chúng ta sẽ được chia thành những phần phần ngoài cùng của chúng ta là nơi chia có cái vạch chia 60, và nó sẽ có 5 phút 1 của chúng ta thì sẽ có những con số rất là đẹp. Tại góc 3 giờ chúng ta sẽ có lịch đôi, đó là lịch thứ và lịch ngày, thì rất là tiện dụng cho anh em xem hàng ngày. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có là 11 cọc số. Tại góc 3 giờ thì chúng ta không có cọc số các bạn nhé. Và 11 cọc số đây được thiết kế theo dạng hình chữ nhật và được sổ chia đôi ở giữa. Đó. Logo Blancpain 50 Phaeton ở góc 12 giờ, còn logo Batiste Cafe và Sweetmate ở góc 6 giờ. Đó. Chiếc này là một chiếc diver cho nên là về cái lume của nó thì nó cũng sử dụng là Lumi Supernova, cho nên là các bạn sẽ có cái lume sáng đẹp để chúng ta sử dụng. Mình sẽ test qua cái đèn UV để anh em có thể thấy cái lume của nó rất là sáng đúng không ạ? Đây, các bạn có thể xem cái lume của nó cực kỳ sáng luôn. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính của chiếc Blancpain này, và cái núm này của chúng ta dĩ nhiên là núm skill down, chống nước rất là tốt. Hai phần thân bên của chúng ta thì được làm với những cái đường phay xước, và cái phần cạnh này của chúng ta thì sẽ có những cái đường cắt khá là đẹp. Ở đáy sau thì chúng ta sẽ được ngắm bộ máy 1315BB. Bộ máy này là một bộ máy in-house của Blancpain. 1315DD được phát triển lên từ bộ máy 1315 của Blancpain, được họ giới thiệu năm 2007. Thì đây là phiên bản mới nhất của dòng 1315 này. Củ văng các bạn nhìn màu ghi, nhưng đó là củ văng được làm bằng vàng 18K đó các bạn. Và sau đó Blancpain đã làm màu để cho nó ra màu ghi này. Đó, một cách làm của họ rất là chất chơi, họ không sử dụng cái màu vàng luôn. Bởi vì cái thiết kế của dòng diver này nó phải bụi bặm một chút, nó phải nam tính một chút, cho nên họ không sử dụng màu vàng ở đây. Và họ đã làm cái vàng 18K biến thành cái màu như màu titan này như các bạn thấy. Đó. Ở trên cổ văng này chúng ta sẽ thấy cái logo là Blancpain 1735 và một dòng chữ nhỏ là Go 18K ở đây. Đó. Trên này có độ chống nước là 300m với con số 33 đằng sau, Sweetmate này. Anti-magnetic thì với chiếc này thì nó sử dụng cái silicon balance cho nên là nó sẽ có cái khả năng chống nhiễm từ rất là tốt. Bộ máy 1315DD của Blancpain này thì có tới tận là 3 barrel, tức là nó sẽ có 3 cái ổ cót, và với cái 3 ổ cót như vậy thì nó có thời gian tích cót rất là khủng các bạn ạ, lên đến là 120 giờ tích cót các bạn nhé, tương đương với khoảng 5 ngày. Thì với 5 ngày như vậy thì thời gian tích cót của chiếc này rất là tuyệt vời. Bộ máy của chiếc này thì sẽ có 37 chân kính và chạy trên cái bit là 28.800. Cho nên là các bạn sẽ thấy chiếc đồng hồ này kim dây các thứ của nó rất là mượt mà. Toàn bộ phần bridge của bộ máy thì được hoàn thiện và như các bạn thấy hoàn thiện với những cái vân sunburst rất là đẹp. Đó. Và các bạn để ý một bộ máy của hãng đỉnh cao này, các bạn thấy những cái bridge nó luôn làm cực kỳ chặt chẽ, và những cái khoảng hở giữa những cái bridge này thì nó làm rất là khít đẹp. Đó, nói chung là về kết cấu của bộ máy các bạn có thể thấy là từng cái mảng bridge này được họ đánh riêng và sau đó họ lắp ráp vào, phải nói là tuyệt vời. Những cái chân kính lộ ra, một thương hiệu lớn thì họ sẽ làm bộ máy cực kỳ kỹ càng như vậy. Đó. Đi kèm với chiếc này thì là một cái khóa xiên, và khóa xiên của nó thì có logo Blancpain, cũng là khóa xiên bằng thép. Và cái loại thép mà Blancpain sử dụng trên đây thì cũng là một cái loại thép mà có cái công thức riêng của họ. Cho nên là cái màu thép các bạn sẽ thấy nó hơi nghiêng về màu ghi một chút. Nó như kiểu là thép pha một chút titan vậy. Đó. Ở đây là sợi dây mà handmade và bên mình đã làm. Và sợi dây này thì có một chút chấm phá những cái đục lỗ này để cho sợi dây nó thể thao. Với chiếc này thì có size là 43mm và có lắc tu lắc loanh quanh đâu đó khoảng 50. Thì mình khuyên là chiếc này thì anh em nên tay khoảng tầm 17-17.5 thì chúng ta đeo mới đẹp được. Đó, như hiện tại tay mình ở vào nấc 3 nhé. Mình sẽ lên tay cho anh em xem. Đây, các bạn có thể thấy là với tay của mình là 18.5 thì lên tay chiếc này thì hoàn toàn là vừa vặn. Đó, và hơi dư một chút. Nếu như anh em nào tay 17.5 là chúng ta đeo chiếc này là rất là đẹp rồi. Đó. Chiếc Blancpain
50 Phaeton Batiste Cafe này là một trong những cái chiếc mà đang được ưa chuộng trên thế giới, bởi vì nó chỉ có 500 chiếc được giới thiệu năm 2019 và hiện tại thì cũng đã cháy hàng luôn, nhất là với cái mặt chảy tia đổi màu từ màu bạc ra màu cà phê này, thì đây là một trong những cái phiên bản mà rất được người tiêu dùng mộ điệu đồng hồ trên thế giới đang săn tìm. Thì với cái mẫu mà 50 Phaeton Batiste Cafe này thì bên mình có giá giao lưu là 9.500 với một phiên bản là full box như vậy, và kèm với đó là chế độ bảo hành 5 năm, bảo hành bảo dưỡng 5 năm cho anh em. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc đồng hồ này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.